Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2017, Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị bộ nội thất phòng khách gồm có một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 12 gồm có 6 món cộng với một chiếc tủ kệ tivi kích thước 2m6 bằng gỗ mun. Ở toàn bộ nội thất phòng khách quý vị đang xem trên hình đây là làm chất liệu bằng gỗ mun 100% gỗ mun, và là toàn bộ đây là hàng VIP, hàng thửa được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi làm theo yêu cầu của một anh khách hàng, đó là anh Đào Quang Phượng, anh ở Hà Đông, Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng bớt ra khoảng 5 đến 10 phút cùng với Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi đi vào đường nét chi tiết của bộ nội thất phòng khách đẳng cấp đỉnh cao này. Mẫu bàn ghế Minh Nghê và kệ tivi kiểu mõ ba cục hàng VIP này nó là cái sở trường của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Những cái sản phẩm tương tự như này đã mang lại cái thương hiệu rất lớn cho Đồ Gỗ Thành Luân trên thị trường trong nước và ngoài nước. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê này là hàng VIP, được thửa từng thanh gỗ cũng như là chọn từng thứ gỗ và vân gỗ. Rồi. Bộ này gồm có 6 món, gồm có 2 ghế đơn, một ghế dài cộng với lại cả một bàn và 2 đôn. Nó rất đẹp, vân gỗ thì nó rất chi là đỉnh cao. Hôm trước thì anh Đào Quốc Phượng đích thân anh đã về Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để ký nhận bộ bàn ghế này cộng với chiếc kệ tivi. Hàng thửa đẳng cấp luôn, rất đẹp. Và chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết. Và dịp bộ này là bàn đôn hộp ngăn kéo và bàn mặt bàn chúng tôi là đục tích bát tiên. Thành Luân chúng tôi là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã kích thước của loại gỗ. Riêng cái sản phẩm gỗ mun này nó là sở trường. Thì trong cái đợt này chúng tôi là còn có khoảng hơn chục bộ gỗ mun như thế này nữa. Có rất nhiều khách hàng. Hôm trước thì chú Sơn, chú ở Biên Hòa Đồng Nai đã ra Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để ký nhận bộ bàn ghế 10 món cũng Minh Quốc Nghê này. Đó. Và còn một khách hàng nữa đó là chính là anh chị Đô Tươi ở Thường Tín, Hà Nội, cách Đồ Gỗ Thành Luân khoảng hơn chục km thôi. Anh chị đã tin tưởng vào Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để đặt hàng bộ cột 13 gồm có 6 món, hàng đẳng cấp luôn. Và chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết cũng như là cái vân gỗ. Chúng tôi sẽ quay qua một lượt để quý khách thấy được. Vân gỗ thì là không còn gì để nói được, tuyệt vời luôn. Toàn bộ hàng này là được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi đục chạm thủ công 100% bằng tay, rất chi là đẹp. Và cái dáng ghế, mẫu ghế của chúng tôi làm bao giờ nó cũng là mang một cái phong cách mà nó rất khác biệt, không giống một đơn vị, một cơ sở nào. Và ngoài ra thì trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều mẫu Minh Nghê, nhưng mà để mà giống với cả Thành Luân chúng tôi thì nó rất chi là hiếm có. Thành Luân chúng tôi là sắp tới đây còn những cái bộ cột 16 này, cột 20 này, bằng gỗ mun này, cột 20 bằng gỗ hương vân của Nam Phi này, cột 16 của hương vân Nam Phi này. Rất nhiều các cái sản phẩm đẳng cấp và đỉnh cao đang chờ đón quý khách. Đó, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888, hoặc khách có thể về trực tiếp cơ sở của Đồ Gỗ Thành Luân. Tôi tọa lạc tại hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất chúng tôi nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở thứ hai, cơ sở hai của tôi là nằm tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Thành Luân chúng tôi là rất như là mong muốn được những quý khách hàng bớt chút thời gian về trực tiếp Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để xem các gian hàng, tham quan các gian hàng và xưởng sản xuất của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Rất chi là đẹp. Đặc biệt là các quý khách hàng ở xa, quý khách hàng hết sức phải lưu ý, tin tưởng. Khi đi mua đồ thì nên chọn những cơ sở uy tín và cơ sở lớn để mua đồ. Đây là một chiếc kệ tivi kích thước dài 2m6, rất đẹp luôn, vân gỗ tuyệt vời luôn. Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện bộ nội thất phòng khách đẳng cấp này của gia đình nhà anh Đào Quang Phượng, anh ở Hà Đông, Hà Nội. Sau khi chúng tôi tạm dừng video clip ở đây, chúng tôi sẽ bốc xếp bộ bàn ghế này lên xe để đi bàn giao cho gia đình nhà anh Đào Quang Phượng ở Hà Đông, Hà Nội.
rất đẹp. Có rơi lòng to ra mạnh mẽ, mà sao trái tim anh đau thế này. Mỗi lần sống vui. Một lứa tình nhân xin nhắc lại, hôm nay là ngày 29/9/2017. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ nội thất phòng khách bằng gỗ mun, gồm có bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê, cột 12 gồm có 6 món và một chiếc kệ tivi, kiểu mõ 3 cục, hàng thửa VIP đẳng cấp luôn. Hiện tại đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vẫn còn rất nhiều các sản phẩm bằng gỗ mun đang được hoàn thiện. Ví dụ như bộ bàn ghế này, bộ bàn ghế ăn này, rất nhiều, và phía kia là đang hoàn thiện ghế cặp cờ cho khách hàng. Rất nhiều các sản phẩm đang được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi dần hoàn thiện để bán ra cho khách hàng trong kịp trong cái tháng 8 này. Vân gỗ là tuyệt vời luôn. Lên đường ơi anh em ơi. Tôi sẽ bốc hàng lên xe để đi bàn giao cho khách hàng. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.